Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò cái sinh sản của mình với mong muốn cung cấp một số kiến thức nuôi bò đến với các bạn trẻ mới tập nuôi bò hoặc đang có ý định nuôi bò sinh sản. Mong các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhé. Chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là kinh nghiệm giúp bò cái sinh sản lên giống sớm trong vòng 25 ngày đến 45 ngày sau khi sinh bê con. Bê cái từ 15 tháng tuổi trở lên thì bắt đầu động dục lần đầu tiên, và sau khi sinh con lần đầu tiên sẽ lên giống trong khoảng 3 đến 5 tháng. Và sau lần sinh thứ 2 trở về sau thì bò cái mẹ có thể lên giống trong khoảng thời gian 25 đến 45 ngày sau sinh. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân khiến bò cái chậm động dục. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng theo mình thì có 4 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất là do yếu tố di truyền. Thứ hai là do lượng thức ăn không đủ. Thứ ba là do bị nhiều giun sán. Thứ tư là do cách chăm sóc chưa đúng. Thì để biết cách khắc phục, các bạn hãy xem đến cuối video này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng nguyên nhân và cách giải quyết các nguyên nhân đó nhé. Thứ nhất là do di truyền. Nếu bò chăm sóc tốt, mập mạp mà vẫn chậm lên giống sau 5 đến 7 tháng sinh thì các bạn nên đổi bò giống khác, vì nuôi như vậy sẽ kém hiệu quả. Chúng ta nên chọn những giống bò sinh năm 1, những bò sinh con năm 1. Cách thứ hai, đối với nguyên nhân thứ hai là do lượng thức ăn không đủ. Nếu chăm sóc không tốt thì bò cũng sẽ lâu lên giống. Vì vậy, nếu lượng thức ăn thô xanh không đủ thì hãy bổ sung bằng lượng thức ăn tinh các bạn nhé. Có thể là cám gạo, cám bắp hoặc sắc mì hoặc là sắc đậu nành, do những thức ăn này rất là tốt. Nguyên nhân thứ ba là do bò bị nhiễm giun sán. Nếu phát hiện bò bị xù lông, ốm và đi ngoài phân lỏng thì bò của các bạn đã bị nhiễm giun và sán lá gan rồi nhé. Các bạn nên gọi bác sĩ thú y tới chích sổ sán lá gan hoặc ra tìm thuốc thú y mua thuốc cho bò uống là được. Đối với bò cái, các bạn nên sổ sán lá gan một lần một năm sau khi bò sinh được 15 ngày. Nguyên nhân thứ tư cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bò chậm lên giống sau sinh. Đó là cách chăm sóc của các bạn chưa đúng. Bò cái sau khi sinh sẽ cần rất nhiều năng lượng để nuôi con. Chính vì vậy, ngay sau khi sinh, bò cái sinh con, các bạn cần cung cấp thức ăn đầy đủ nhất để bò lên giống sớm trong vòng 25 đến 45 ngày sau sinh. Nếu các bạn cho bò ăn bình thường hoặc để bê con lớn hơn 2 tháng tuổi mới thúc cho bò mẹ ăn thì lúc này bò con đã lớn, nó bú rất nhiều. Bò mẹ cũng khó lên giống hơn. Chính vì vậy, các bạn nên thúc cho bò mẹ ăn ngay sau khi bò mới sinh bê xong. Một số cái cách mà mình và những người khác đã áp dụng rất là thành công giúp bò lên giống sớm trong vòng 25 đến 45 ngày sau sinh, mình chia sẻ để các bạn cùng biết. Cách thứ nhất là cho bò ăn cháo, gạo, cộng bắp ngày 2 lần sau sinh. Mỗi lần khoảng 2kg gạo và bắp, đảm bảo rất hiệu quả.
Cách thứ hai, cho bò uống nước gạo xay. Cách này các bạn ngâm khoảng 2 kg gạo rồi xay thành bột cho bò uống liên tục sau khi sinh cũng rất hiệu quả. Cách thứ ba là mua cám heo mẹ nuôi con cho bò ăn, mỗi ngày khoảng 3 đến 5 kg, chia làm 2 lần sáng tối cũng rất tốt, nhưng cách này thì chi phí hơi cao. Nếu áp dụng một trong 3 cách trên, tôi đảm bảo bò nhà các bạn sẽ lên giống sớm trong vòng 25 đến 45 ngày sau sinh. Chúc các bạn nuôi bò thành công. Nếu thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.